Em xin kính chào tất cả các bác yêu Lan. Phiên tối hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2021. Hôm nay thì em sẽ cập nhật cho các bác cái bộ sản phẩm, đó chính là dòng cát Laiza 18 màu cùng với rất là nhiều những mặt hàng Lan rừng, Lan thuần hiện tại đang có mặt tại cơ sở nhà em. Hai số điện thoại liên hệ 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Và đây là cái địa chỉ nằm trên trục đường Ít Kiêu nhé. Các bác đến nhà xem hàng hỏi đường Ít Kiêu thì nó dễ tìm hơn rất là nhiều. Và ngay sát cạnh bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc. Nhiều người ở xa thì đi theo đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Tại lối rẽ xuống cao tốc thì đi tầm một cây số theo hướng đi lên thành phố Hải Dương là đến nhà em rồi. Đấy, hàng về nhà em thì cập nhật liên tục. Ngày mai thì cũng sẽ về thêm nhiều mặt hàng mới thì em sẽ cập nhật thêm. Có về thêm cả hạc vĩ thiên cung và nhiều mặt hàng khác nữa. Thì các bác có thể xem video clip hàng ngày nhà em. Nhà em update liên tục nhé. Sau đây thì em xin điểm qua luôn. Ngoài cung cấp hoa lan thì em có bán cả phân thuốc này, rồi cả những dòng bộ sản phẩm phun tưới cho hoa lan. Trong quá trình đặt hàng các bác muốn lấy mặt hàng nào thì các bác báo em nhé. Bên em sẽ chốt đơn gửi đi cho mọi người. Ship hàng toàn quốc, phí ship khách hàng chi trả. Và phí ship này thì em làm cước cũng rẻ rồi. Và thời gian nhận hàng từ 2 đến 4 ngày. Quá thời gian quy định các bác gọi điện, bên em sẽ check cho các bác là cái thời gian gửi hàng và cái đơn hàng các bác đang đi đến đâu nhé. Và sau đây thì em xin điểm qua luôn ạ. Hôm nay em giao lưu các bác hai cái giò dáng hương tao mà sắc khủng nhé. Giò này thì em nghĩ là em cũng sẽ chỉ bán tại cửa hàng thôi. Tại vì gửi đi xa em thấy là cái này nó đi nó đóng gói khó. Thứ hai là vận chuyển nó hơi nặng cước. Chỉ có thể gửi xe hoặc là đến cửa hàng mua các bác nhé. Dáng hương tam ở sắc thì thời điểm này nó đang có nụ hoa. Rất là nhiều nụ hoa đang lên luôn. Hai cái giò này đều là giò lá xếp thuần lâu năm rồi. Và em bán đây cũng gọi là giò số 1 này. Giò số 1 thì em sẽ đi chi tiết cho các bác này. 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ngọn, 2, 4, 6, 8, 9 ngọn dáng hương tam ở sắc. Thì trong đó những cái ngọn này là ngọn to này, 2, 4, 6, 8, 10, 11 cặp lá. Còn đây là những cái ngọn nhỏ hơn một chút, đều là cây lá xếp nhé. Cái này trồng lâu lắm rồi. Hồi xưa ghép lại còn ghép vào trong cái gọi là cái khúc gỗ nhãn. Nhưng mà đây là cái cố định bằng cái inox này. Đấy, cái inox. Đấy, cái giò này nó rất là đặc biệt như thế. Nó như giò khúc nguyên bản. Tại vì nó lâu lắm rồi. Và bây giờ thì đang rất là nhiều nụ hoa. Đây, cái giò này gồm hai nụ hoa này. Hai nụ nhá. Giò cái ngọn này thì đang một nụ này. Không biết là những cái này có nụ không. Đây, cái này cũng đang nụ này. Đấy. Cái này cũng ba nụ luôn. Cái này cũng ba vòi luôn. Còn cái này thì đang chưa. Đấy, cả cái giò này tổng thể cho các mọi người xem nhé. Giò này các bác đến tận nhà mua nhé. Thì em bán tại cửa hàng nữa. Ghép lâu lắm rồi. Giò này em bán là 900.000. 900.000 cái giò dáng hương tam ở sắc lá xếp này. Đấy, toàn ngọn to đẹp thôi. Còn ngọn giò thứ hai, giò này thì ghép trên một khúc lũa. Khúc lũa này cũng hình thù phết. Nhưng mà ngọn này thì nó sẽ thưa hơn cái dòng ngọn kia. Và thứ hai là nó cũng có một số ngọn nó bị rụng lá gốc này. Bởi vì vừa rồi là chuyển vườn đấy. Chuyển vườn nó bị thiếu ánh sáng. Là mấy cái ngọn này là những cái ngọn khủng ngày xưa. Nó bị thiếu chất dinh dưỡng là nó bị rụng lá gốc. Đây còn một số ngọn đẹp này. Đấy, đây có một số ngọn to đẹp thì vẫn còn. Giò này thì em sẽ đếm cho mọi người nhé. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ngọn, cả to cả nhỏ, cả dài cả ngắn. Đây, nụ hoa này, một nụ này. Nụ đây, đây cũng nụ đây. Đây cũng nụ này. Đây cũng đang nụ. Nói chung là cái giò này cũng rất là nhiều nụ các anh nhé. Cái khúc lũa này cũng hơi nặng, gửi bán tại nhà thôi. Giò này thì nó cũng nhiều đầu ngọn nhưng mà nó lại cũng một số cây nó già đời, nó bị rụng lá gốc này này. Thì em bán cái giò này 580 thôi. 580.000. Có một số cây nhạn 4N nhé. Giò 4N này ngày xưa trước đây em bán là 350 một chậu. Hôm nay thì còn số lượng ít và lá nó một số cây nó hơi lỗi một chút xíu. Em sẽ giảm giá cho các bác này. Cây này, cây 4N số 1 này. Cây này chỉ bị một tí lá bị cháy nắng ở đây thôi. Em bán cái giò này là 300.000. Đấy, giảm giá sâu luôn, giảm 50.000 luôn. Đây là mã số 2 nè. Một cây mẹ bồng con. Cây này thì lại bản lá to, đẹp. Hơi sứt lá một tí, nhưng mà cái lá gốc này nó đang bị vàng. Cây này em cũng bán 300.000. Đây là cặp số 2. Đây là 4N.
Cái này mà lên chậu nhựa, à cho lên chậu gỗ là nó phải trị giá tầm 600 nghìn đấy ạ. Lô đợt này em nhập rẻ hơn. Mã số 3. Cây này thì to bự rồi. To bự. Muốn tội là lá gốc nó cũng hơi vàng một tí. Và thứ hai là cái này nó hơi sứt lá một tí đây. Cây số 3 này cũng bán 300 nghìn. Đây các bác nhìn, to chưa? Cây số 3 là to, nó bị sứt lá này. Nhưng mà ngọn không sao nhé. Cây số 3, 300. Mã số 4 ạ. Mã số 4. Cây này thực ra là nó cũng bị gập một tí cái đầu này này. Đấy. Cây này cũng là cây mẹ bồng con. Cây này em bán 320 nghìn. Đấy, giá 350 cây mẹ bồng con, giờ bán 320 thôi. Đây là mã số 4 này. Mã số 5. Cây này bị sứt một tí lá ở đầu này. Đấy, lá mít tròn đẹp. Cây mẹ bồng con. Cây này cũng 320, mã số 5. Và đây là mã số 6. Cây này thì đây, bản lá mít tròn đẹp. Có tội là lá gốc nó bị rụng một xoay lá này. Cây này em bán 280.000. 280. Mã số 6, 280 nhé. Em còn mới cái chồn tím này, nó hơi xấu nhá. Xấu mã này. Có những cây nó chỉ có hai lá này. Hoặc là nó như thế này. Nó hơi teo tóp này. Em bán thanh lý cái chồn tím này là 180.000 một cân. Đấy, giá cũ 250. Chồn tím cáo đỏ mùa này thì nó qua mùa hoa nó hơi mất nước, nên các bác về các bác làm giống giúp em ạ. 180.000 một cân chồn tím nhá. Có một cây này là cây Damari, à quên, Gaston Sunray, 130.000. Đấy, có một chậu 130.000. Đây là một cây châu như F2. Cây này vừa rồi vận chuyển về nó bị gãy này. Giá cũ 75.000. Chậu này em bán 50.000. Thực ra thì nó lên ki trên thân về, các bác cắt cái này ra các bác được hai ngọn 50.000, tính ra có 25.000 một ki châu như F2. Có một combo này là combo gồm một cây hoàng nhạn này, hai cái rề này là hỏa hoàng cam đang bật rễ rồi đây này. Đấy. Và đây có một khóm thập hoa. Đấy, cái combo này em bán là 60.000. 60.000 cái combo này nhá. Hoàng tử áo đỏ. Hoàng tử áo đỏ còn vài cây. Thanh lý luôn, 130.000 một cây. 130.000 một cây. Lấy hai cây đi, tại vì bây giờ nó thật là nó hơi bị xấu mã này. Đấy, nó bị rụng lá gốc này. Lấy hai cây em bán 200.000 được hai cây. Thanh lý nhá, còn bốn cây hoàng tử áo đỏ này, lỗi lá này. Mua lẻ là 130. Giá cũ là từ 150 đến 160, 170 đấy ạ. 130 lấy một cặp là 200.000. Em giới thiệu đến các bác cái dòng hoàng thảo bạch nhạn này. Cái dòng này thì nói chung là vẻ đẹp của nó thì khỏi chê rồi. Đây là một dòng hoa trắng bông to. Nó nở trên chóp đầu ngọn này. Đấy, vừa mới nở hoa mà nó sai hoa như thế này các bác này. Hàng này là dòng hoàng thảo nên là cái lá của nó vẫn sẽ rụng đi nhá. Tức là cái lá của nó vẫn sẽ rụng đi như thế này này. Đấy, có những bụi của nó rụng lá như thế này rồi. Giá cũ thì em bán là 220. Thực ra là bây giờ thì lá nó rụng như thế này thì em cũng sẽ giảm giá đi cho các bác, với giá là 180.000 đồng một chậu thôi. Đấy, 180.000 đồng một chậu hoàng thảo bạch nhạn nhá. Hôm nay thì em giảm giá và xả lô này. Cái hàng đẹp thì em vẫn bán là 220. Có cái nào mà nó xuống lá nhiều thì em tính là 180. Bông hoa rất là to. Và đây, bông hoa nở trên chóp ngọn này. Một cái bụi này của nó mà hoa của nó một chùm luôn. Một chùm trải dài luôn ạ. Đấy, cái loại này là 180 này. Còn cái loại đẹp vẫn là 220 nhất các bác nhé. Đấy, dòng này thì làm giống thôi, không phải dòng giáng hương mà nó là dòng hoàng thảo sẽ xuống lá. Nữ hoàng bóng đêm, một cái dòng hàng hoa thơm. Và bụi của nó đấy ạ, rất là nhiều thân và đẹp nhá. Cái này thì vừa rồi nó cũng có hoa, có mọi người có thể tham khảo màn hoa. Còn giờ thì nó tàn rồi, hoa của nó là dòng quanh năm. Một bụi to như vậy em bán là 150.000 một chậu. Nữ hoàng bóng đêm hoa thơm, càng về đêm thì hoa tỏa hương thơm ngát. Em chỉ còn một số chậu cái địa lan phú quý lá phát tài. Bây giờ thì em để trong cửa hàng ấy, một số cái lá của nó thì nó hơi bị chớm cái đầu này, đầu ngọn này. Và hôm nay thì em sẽ thanh lý cái lô này nhá. Giá cũ là 250 một chậu. Bây giờ những cái mầm mới lên thì nó vẫn đẹp, còn đâu là những cái lá già của nó ấy, những cái lá già của nó ấy. Lá già của nó thì nó bị cũ kỹ đi thì nó bị chớm cái đầu này thôi. Còn đâu những cái mầm miếc lên thì rất là khỏe đẹp như vậy này. Hôm nay em thanh lý là 180.000, 180.000 đồng một chậu nhá. Đây, những cái cây này thì em sẽ cắt lá đi. 180.000 một chậu địa lan phú quý lá phát tài. Em có một số những chậu phi điệp 4N các bác nhá. Đấy, dòng này hôm nay nó sổ ra bông hoa này. Và vừa rồi nó tàn hoa mất rồi. Dòng này thì cánh bầu và hoa lưỡi của nó màu tím đậm rất là đẹp. Dòng phi điệp 4N này, dòng hoa sưu tầm đây ạ. Hoa thơm. Đấy, mọi người ngắm qua khuôn bông nhá. Lưỡi nhung này,
rất là đẹp luôn. Cái này thì giá trước khi mà em nhập lúc mà đang nụ hoa nó phải từ 250 trở lên. Còn bây giờ những cái chậu này bây giờ nó tàn hoa ấy thì em bán cho mọi người vào vườn làm giống. Đây, chăm những cái mầm gốc này nó lên này. Đấy, rất là nhiều mầm gốc đang bắt đầu nhú nhá mọi nhá. Em bán với giá là 150.000. Đấy, có duy nhất một chậu này đang hoa thì em cho mọi người xem luôn cái khuôn bông của nó. Còn đâu những cái chậu này nó tàn hoa rồi, các bác về các bác chăm hộ em. Đặc biệt là cái này mầm gốc về các bác có thể cắt những cái thân này ra ươm ki nè, vẫn ok. Tại vì dòng phi điệp nó dễ trồng. 150.000 đồng một chậu phi điệp 4N. Hôm nay thì em còn một số ít cái dòng kiếm nhá. Kiếm hôm nay thì nói chung là cây của nó vẫn ok thôi, nhưng mà vẫn nó còn ít. Và thứ hai là nó vẫn lỗi một số tí lá. Ví dụ như những cái cây này này, nó chớm đầu ngọn một tí lá này. Hoặc những cái cây như thế này, nó bị cắt một tí lá ở đây này. Đấy, kiếm giống này bình thường em bán 40.000 một cốc. Hôm nay thì em bán thanh lý các bác là 30.000 một cốc nhá. Em thanh lý xả hàng, cái lô hàng này nó còn tầm khoảng gần 50 cốc, giá là 30.000 một cốc. Thì nó gồm 5 mã, vẫn như là Phan Trí, Xanh Huế, Vàng Củ Chi, Đỏ Nghệ An và Vị Hoàng. Đấy, 5 cái mã kiếm này giờ em bán thanh lý 30.000. Giá thanh lý là tức là nó sẽ bị xước sát lá. Còn cây nào đẹp thì vẫn giá là 40.000. Còn cây nào xước sát lá, ví dụ như là cắt một tí lá như thế này này, em bán 30.000 đây. Đây, hoặc như thế này nhé các bác nhé. Nói chung là hàng nó bị lỗi. Còn ngọn nhất là em khẳng định các bác là hàng ngọn vẫn ngon lành, cành đào. Còn nếu mà cây nào hư ngọn thì em sẽ loại ra và em để lại tại vườn. Em có giò phi điệp Hòa Bình này, dòng này dòng thân thủ mập đẹp. Đấy, dòng này thân của nó mập còn hơn cả ngón tay cái của em nhé. Hai thân dài gần mép. Đây thân thứ hai này, đang chuẩn bị thắt ngọn. Đấy, gần là quá là tuyệt vời luôn. Mập. Đây ạ, cái này thì đang 1, 2 3 mầm gốc đang chuẩn bị trồi lên. Đấy, dòng này hàng rừng. Hai thân dài này thì cái giò đấy em bán là 930.000 nhá, 930.000 cái giò phi điệp Hòa Bình. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một bộ cát 18 màu với 18 màu cùng với mặt hoa khác nhau. Hàng này thì em lựa chọn nhà vườn người ta có phân loại mặt hoa cho mọi người. Bởi vì dòng cát này ra trong cái bảng màu của nó thì có hàng trăm loại mặt hoa cũng như là bảng màu khác nhau. Và để thuận tiện nhất thì em sẽ phân màu các bác ưng cái mặt hoa nào, hoặc là các bác có cái mặt hoa nào rồi thì các bác có thể là tìm những cái mặt hoa nào mình chưa có để bổ sung vào cái bộ sưu tập của mình nhé. Và cát phân màu này thì em cũng bán cho mọi người với cái giá mà là cái hàng xổ số thôi. Bình thường hàng phân màu là nhà vườn người ta phân màu người ta sẽ là giá nhập cao hơn, nhưng em cố gắng là sẽ giữ giá cho các bác. Và em xin báo giá luôn là tất cả dòng cát này trừ duy nhất một loại, đó chính là cát mã số 18, cát hồng Giáng sinh, là dòng cát bụi lớn, em bán là 170. Còn đâu đó tất cả các loại còn lại em bán chỉ có 130.000 đồng một bụi thôi. Nó tùy từng màu, tùy từng màu thì cái bụi to, bụi nhỏ nó sẽ khác nhau nhé. Em sẽ quay chi tiết bảng màu kèm hình ảnh cùng với tình trạng cây. Có những loại bụi to, có loại bụi nhỏ, bởi vì nó tùy từng màu sắc khác nhau. Và khi các bác ưng cái màu nào thì các bác chốt đọc đúng cho em mã màu nhé. Bên em sẽ gửi đi cho mọi người. Và hàng này thì bông to, dòng cát một lá. Và hàng này hoa quanh năm các bác nhé. Những ai đã yêu mến cái dòng cát lai da này rồi thì không thể không cưỡng lại cái vẻ đẹp cũng như là màu hoa rất là yêu thích. Và sau đây thì em sẽ đi qua từng mã, các bác đọc chốt đúng cho em mã màu, đọc đúng bên em sẽ gửi hàng cho mọi người ạ. Mã số 1 ạ, vàng lưỡi hồng nhá. Cái dòng này thì bụi nó to. Đấy, em lấy cho mọi người solo ra một cái bụi của nó này. Đây ạ, 130.000 một bụi cát vàng lưỡi hồng. Đây là mã số 1. Mã số 2, cát hồng phấn ạ. Đây ạ, một bụi của nó tương tự như thế này, cũng nhiều giả hành, nhiều tép. Cát hồng phấn 130.000. Màu số 3 đó chính là màu đỏ nhung. Dòng này thì bông rất là đẹp, màu đỏ rực rỡ. Đây ạ, một bụi của nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, cũng không nhiều giả hành cho lắm, nhưng mà được cái nó rất là khỏe. 130.000 cát đỏ nhung, mã số 3. Mã số 4, trắng họng vàng ạ. Dòng này củ giả hành to mập. To mập nhá. Đây ạ, một bụi cát như vậy 130.000. Mã số 5. Dòng này là dòng vàng mắt nai ạ. Một bụi của nó nhiều thân, đẹp. Vàng mắt nai cũng 130.000 thôi ạ. 130.000 vàng mắt nai. Mã số 6, cam lưỡi đỏ. Dòng cam lưỡi đỏ đấy ạ. Mã số 6, cam lưỡi đỏ. Đấy, rất là nhiều mầm đang lên nhá. Mã số 7, màu cam lửa. Đó, một bụi cát cam lửa đấy ạ. Mã số 7, 130.000. Mã số 8, cát xanh cốm ạ.
Cây này thì cao, dài, một số cây còn đang mèo. Tỷ lệ nó cũng ít thôi nhưng mà cây nó rất là mướt đẹp. 130.000 cát xanh cốm, hoa màu xanh. Mã số 9, cát ngũ sắc ạ. Dòng cát ngũ sắc đây ạ. Đó, đợt này về thêm nhé. Hôm trước thì cháy hàng cái dòng cát ngũ sắc này. 130.000 cát ngũ sắc, mã số 9. Mã số 10, cát hồng đẹp. Đây ạ, bụi hồng đẹp lá to. Đây là mã số 10, cát hồng đẹp nhé. 130.000. Mã số 11, trắng lưỡi nhung. Đây ạ, một bụi trắng lưỡi nhung đấy ạ. 130.000, một bụi trắng lưỡi nhung. Mã số 12 ạ. Đây là dòng cát đỏ phượng hoàng. Đấy ạ. Cây của nó mướt đẹp chưa? Đấy. Cái này em chưa nhấc lên được. Đấy, 130.000. Đây là cát đỏ phượng hoàng. Nó cũng ít giả hành hơn cho những dòng khác. Hoa rất là đẹp. 130.000, cát đỏ phượng hoàng mã 12. Mã số 13, cát orin 130.000. Cát orin 130.000. Đây là mã số 13. Mã số 14 ạ. Đây là dòng cát xanh lưỡi hồng nhá. Dòng này cây của nó cũng cứng cáp, khỏe mạnh, đẹp. 130.000 cát xanh lưỡi hồng. Đây là mã số 14. Mã số 15, cát tím đậm. Đây là một bụi tím đậm cũng nhiều tép này. Tím đậm 130.000. Mã số 15, tím đậm. Mã số 16, trắng lưỡi hồng. 130.000 một bụi. Đấy, to đẹp chưa? 130.000. Ngày xưa cát còn toàn 200.000 một bụi cơ. Mà phân màu đấy ạ, giờ rẻ hơn rất là nhiều. 130.000 một bụi. Mã số 17 ạ. Đây là cây hồng chớp. Mã số 17, hồng chớp. Và cuối cùng đây là cái dòng mã số 18, là cái dòng màu cuối cùng. Bụi là bụi lớn hơn tất cả. Và loại này em bán là 170.000 đồng một bụi nhá. Đây là cát hồng Giáng sinh. Mời mọi người cùng ngắm qua cái bụi của nó này. Nó to, nó bự và bông hoa của nó rất là sai. Rất là nhiều giả hành, nhiều tép. 170.000. Và vừa rồi là 18 loại dòng cát Layza hiện tại đang có mặt tại cơ sở nhà em. Các bác đặt mặt hàng nào đọc đúng cho em mã hàng, bên em sẽ chốt đơn cho các bác chính xác nhé. Và dòng cát này có phân màu. Hàng ngày xưa bán là rơi từ 200.000 trở lên một bụi đấy ạ. Ngày hôm nay thì giá thành nó rẻ hơn rất là nhiều so với thời điểm hiện tại. Dòng này hoa quanh năm nên được các bác rất là yêu thích và ưa chuộng ạ. Và tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập các bác, hôm nay thì em giới thiệu đến các bác một cái dòng, đó chính là Vũ Nữ Tuệ Tinh. Dòng này thì đây ạ, đang là một cái dòng hàng vũ nữ hot trên thị trường, với mặt bông to và rất là sai hoa. Đấy, bông hoa của nó là màu vàng này, với cả màu chớp ở giữa này. Đấy, mọi người cùng xem qua cận cảnh của cái bông hoa Vũ Nữ Tuệ Tinh nhá. Dòng này hàng sưu tầm ạ. Cái này thị trường thì không phải là ai cũng có cái dòng hàng này. Em mới đặt được nhà vườn này một lô, mới săn được một cái lô hàng mà dòng hàng hot. Và bây giờ thì cũng đã hết hàng rồi, chỉ có lô này thôi. Hôm nay thì em có về một cái chậu, hàng chậu này thì em bán với giá là 180.000 đồng một chậu. Khá là nhiều thân, nhiều tép và bông to, hương thơm nhẹ. Và loại này thì một số cây đang có nụ hoa, về các bác vẫn chơi hoa như bình thường nhé. Củ già hành to, khỏe, hàng thuần rồi. Và về chỉ có thể là sang chậu mới cũng được. Đấy, Vũ Nữ Tuệ Tinh, mặt bông rất là to. 180.000 đồng một chậu. Và loại này lấy từ 3 chậu, em tính với giá là 170.000. Đấy, hoa siêu đẹp luôn. Cái này các bác để trên bàn này, làm việc hoặc bàn uống nước này. Dòng này để nhánh nhanh và khỏe. Đấy, Vũ Nữ Tuệ Tinh và có một số loại vũ nữ khác nữa. Và hôm nay thì em có về thêm một cái lô hàng Dendro Úc Mắt Đen, giá rẻ cho mọi người luôn. Cái mặt hàng này thì em cũng đã bán trước Tết, sau Tết và thời điểm vừa rồi cũng đã bán rồi. Và lô hôm nay thì em nhập của vườn này, người ta để cái giá rất là hấp dẫn. Chậu của nó hiện tại đang lên mầm và đang lên kỳ rất là khỏe khoắn nhá các bác nhá. Dòng này thì bông rất là to, rất là sai hoa. Năm ngoái thì em bán cái hàng Tết thì giá trị của nó từ 500.000 trở lên một chậu. Ngày hôm nay thì em bán cái hàng này thì các bác về các bác trồng là năm nay sẽ có một cái giỏ bự luôn như năm Tết vừa rồi. Và giá thành nó giảm, đâu đó nó sẽ giảm gần như là một nửa các bác nhá. Lô hôm nay thì hầu như là chậu nào cũng rất là đẹp, thân mập, khỏe. Dòng Dendro Úc này hoa xiêng và rất là sai. Có những tác phẩm của Dendro Úc Mắt Đen này mà người ta bán ra ngoài thị trường với giá tiền triệu luôn đấy ạ. Và hôm nay thì những cái chậu này thì em xin phép bán với giá chỉ có 240.000 thôi. Nô vừa rồi thì người ta cho sang cái chậu to ấy, chỉ là cho sang chậu to hơn mà giá trị bán ra đã là 350 rồi. Hôm nay chỉ có 240 một chậu nhiều thân như vậy này.
Và số lượng hôm nay thì có hạn các bác nhé. Bác nào mà yêu thích dòng này mà chưa có thì hôm nay đặt hàng sớm để được lựa được những dòng hàng vừa giá rẻ lại vừa hoa đẹp. Đấy, Dendro Úc mắt đen, dòng Dendro Úc với mắt màu nhung đen cực kỳ là tuyệt vời luôn. Hoa rất là size và đẹp ạ. Tiếp đến dòng lan rừng thì em cũng xin phép giới thiệu các bác những cái dòng hàng lan rừng hôm nay nhà em cập đến. Cũng phải đến hơn 20 loại lan rừng khác nhau. Và mỗi loại thì đều có một cái vẻ đẹp và có một cái đặc trưng riêng. Và nếu các bác chưa sưu tầm thì có thể là sưu tầm mỗi loại một ít một. Nhà em thì có bán lẻ, bán mỗi loại thấp nhất là 50.000 trở lên. Và hàng nhà em thì về liên tục nhé, gửi đi cho các bác thì em sẽ cố gắng là lựa cho các bác hàng nó đẹp. Nhưng mà tuy nhiên thì hàng lan rừng thì so với cái hàng mà hàng thuần thì các bác thì cũng phải lưu ý là nó để đẹp mướt luôn ngay từ đầu thì sẽ không có. Nó phải qua cái bàn tay chăm sóc con người ít nhất tầm khoảng vài tháng thì nó sẽ đẹp được. Đây ạ, em sẽ giới thiệu lô đầu tiên, đó chính là dòng hoàng thảo trúc ngọc vừa mới về. Thời điểm này trúc ngọc bây giờ đang lên sưng nụ to và hiện tại một số cây đang chuẩn bị nở hoa. Dòng này thì hoa của nó là dòng, nó hoa nó nhỏ thôi nhưng mà được cái là rất là sai hoa. Đặc biệt hơn là cái hương vị thơm của dòng trúc ngọc này, chỉ cần cái khóm nhỏ thôi là nó đã tỏa hương thơm đến cả một khu vườn của mình rồi. Đấy, hàng hôm nay về tươi mới và lô hôm nay nó rất là mập và đẹp. Nhiều lô về nó còi cọc cơ. Khẳng định các bác là lô hôm nay chi chít nụ luôn, chi chít nụ hoa. Về các bác được thưởng thức hoa trúc ngọc thì quá là mê ly và tuyệt vời rồi. Đấy, trúc ngọc này thì em bán là 50.000 một bó và 250.000 một cân. Thực ra loại này thì nó cũng khá là nhẹ nên là 50.000 một bó thì nó cũng khá là được một giò. Nhưng để một giò to hơn thì em nghĩ là các bác nên lấy nửa cân hoặc là một cân. Hoàng thảo trúc ngọc hoa thơm. Về bổ sung thêm một lô hoàng lạp đấy ạ. Hoàng lạp hôm nay về cây tươi mướt và rất là xanh lá nhé. Hoa màu vàng rất là tươi. Em bán 150.000 một cân. Hoàng phi hạc ạ. Hoàng phi hạc 150.000 một cân. Đấy, ngày hôm nay cái lô hàng rất là mượt mà này, rất là nhiều mầm gốc đang lên này. Rất là yêu. Đấy, cái lô hoàng phi hạc về hoa cánh xoắn rất là đẹp. 150.000 một cân. Tiếp đến đó chính là phi điệp vàng. Đấy, phi điệp vàng hôm nay 150.000 một cân. Mùa này phi điệp vàng cũng đang bật mầm gốc nhé. Hàng nói chung là loại này thì hương rất là thơm. Riêng cái dòng cây của nó ngửi cũng đã hương thơm mùi mùi lá nếp rồi ạ. Hay thì em có cặp bến thêm một cái lô hoàng thảo trinh bạch hoa trắng rất là đẹp. Dòng trinh bạch này. Đấy, cây tươi mướt và rất là nhiều lá nhé. Trinh bạch em bán là 150.000 một cân và 50.000 một bó. Du xuân. Dòng này thì là top trong những cái dòng mà dễ trồng dễ chăm nhất của dòng Long Tu. Em bán với giá là 250.000 một cân và 50.000 một bó. Mùa này thì đã qua mùa hoa nhé. Lô hôm nay thì về thân dài đẹp và bây giờ mầm gốc cũng đang lên khá là nhiều đấy ạ. 250 một cân ạ. Em về một lô hoàng thảo đùi gà tròn. Nói chung gà tròn hôm nay thì thân nó khá là dài. Nhiều bác thì thích cái hàng thân dài. Đây cũng có những cái rề thân dài như thế này. Đấy. Gà tròn này thì em bán lô này nó nhập rẻ hơn một chút nhé. Nên em bán là 180.000 một cân. Hoàng thảo đùi gà tròn, lô thân dài. Và hôm nay thì em có về thêm một cái dàn đai châu rừng nữa. Đây là dòng đai châu rừng bóc trụ nhé. Thời điểm này thì em vẫn ưu tiên cái dòng rừng bóc trụ này. Bởi thì thứ nhất là các bác nhìn này, cây nó phát triển từ bé đến lớn nên là cây nó sẽ đẹp hơn là cái dòng hàng rừng. Các bác mua hàng rừng bây giờ thì nó tỷ lệ nó gãy dập rồi, nó nát rồi, nó héo rất là cao. Nhìn cây nó không mướt. Nhiều bác mới tập chơi nhìn cây đấy thì nói thật là cũng sẽ hơi khó nhìn một chút. Nay cái hàng này em về cái lô này nó cũng khá là mít nhá. Nó không phải là dòng mít rụt như lô hôm trước nhưng mà nó cũng là thuộc dòng lá mít. Bản lá cũng một số cây cũng lá to. Nhưng hôm nay thì em nhập cái lô hàng này giá nó rẻ hơn. Em nhập giá nó rẻ hơn so với những lô hàng thường, hàng bình thường. Nên là giá hôm nay cực kỳ là ưu đãi các bác nhá. Hàng đai châu mít thông thường nó phải rơi tầm 750 một trở lên đúng không ạ? Ngày hôm nay cái lô hàng đai châu này thậm chí có cả những cây cũng có khá là to đẹp như thế này. Đấy. Và em bán hôm nay giá cực kỳ là hấp dẫn, 570.000 đồng một cân. Đấy. Hôm nay dàn châu này nó phải rẻ hơn hẳn gần 200.000 so với giá thông thường. Nói chung là tổng lô hàng về rất là đẹp. Số lượng cây trong một cân thì nó cũng sẽ dao động tầm khoảng 10 đến 20 cây một cân. Các bác muốn lấy số lượng tầm khoảng bao nhiêu cây thì các bác báo em, nhân viên nhà em sẽ nhặt theo cái yêu cầu các bác. Hàng về đẹp miên man nhé các bác nhé. 570.000 đồng một cân, đai châu rừng bóc trụ. Hàng vừa mới về. Đó, có cả size cây nhỏ này, size cây to này. Đấy, tình trạng cây đây. Nói chung là hàng rất là ok. 570.000. Cập bến thêm một cái lô đó chính là kim điệp nhựa, kim điệp sáp này. Hôm nay nói chung là hàng thân rất là mập và đẹp luôn.
Lô hôm nay phải nói là tuyệt vời mọi người ạ. Đấy, hoa rất là thơm. Tiêu điểm nhựa thời điểm này thì nó đang chuẩn bị nở hoa và một số cây vừa tàn hoa. Loại này thì hoa nó cánh nhựa, cánh bền, chơi có thể đến 45 ngày nhé. Hoa thơm nức mũi luôn. Nó thành từng khóm vừa vừa như vậy này. Kim điệp nhựa này em bán là 220.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó nhé. Nhà em thì có bán lẻ, các bác có thể mua số lượng ít một cũng được. Đấy, hàng hôm nay được cái là củ giả hành rất là to và đẹp. Tiếp theo đó chính là hạc vĩ. Hạc vĩ, đây là hạc vĩ Bắc này. Hạc vĩ Bắc thân rất là mập và đẹp. Đấy, bình thường cái hạc vĩ kia thân nó sẽ còi hơn và loại này thì thân đẹp, thân mập và thứ hai là hoa nó phớt hồng, hồng nó đậm hơn. Đấy, loại này em bán là 230.000 đồng một cân nhé. Đây là hạc vĩ Bắc. Hạc vĩ Bắc 230.000 đồng một cân, hàng vừa mới về. Có bến thêm một lô sơn thủy tiên nữa và sơn thủy tiên hôm nay về cái khóm giả hành nó cũng vừa phải. Nhiều củ thì thân giả hành nó nhỏ xinh xinh như này này, nó rất là dễ trồng, dễ ghép. Đấy, sơn thủy tiên này thì em bán với giá là 200.000 đồng một cân sơn thủy tiên nhé. 200.000 đồng một cân sơn thủy tiên, hàng đẹp. Đấy, nói chung là các bác lấy những cái phần nhỏ nhỏ xinh xinh này thì về các bác sẽ được rôi mầm hơn. Vừa mới về, cái sơn thủy tiên hàng rừng. Hàng rừng sơn thủy tiên 200.000 đồng một cân. Hàng rất là tươi rói, nói chung là khóm nó vừa phải. Nhiều bác thích cái hàng chip chip này nó được rơi mầm. Nhiều cái là nó to quá thì nó bự, nhưng mà nó lại được ít hơn. Đầu tiên thì em có về cái lô hoàng thảo vôi này. Lô hô vôi hôm nay thì thân dài rất là nhiều và hiện tại thì vôi đang lên mầm gốc nhá. Hoa tím và dòng vôi rất là thơm. Hoàng thảo vôi này thì em bán là 250.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Hoàng thảo vẩy rồng ạ, dòng này thì hoa rất là sai nhá. Cây thành từng mảng, về dễ ghép. 150.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Kim điệp xuân hay là kim điệp giấy á, nãy em vừa giới thiệu các bác là kim điệp nhựa. Còn dòng kim điệp giấy này thì là hoa của nó là màu vàng. Cánh nó mỏng hơn nhưng mà thành từng chùm. Em bán là 150.000 đồng một cân. Đây là kim điệp nhựa, kim điệp giấy á, hoặc là kim điệp xuân. Hoàng lạp, vừa về một lô hoàng lạp đây ạ. Tươi mới 150.000 đồng một cân hoàng lạp. Hải yến lá xếp, hoa tím. Dòng này em bán là 150.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó hải yến. Cập bến thêm một lô hoàng thảo long nhãn thân lùn. Dòng thân lùn này thì một cân các bác được mua nó rất là nhiều cây, rất là nhiều cân luôn. Đấy, thân của nó thân tím, lá tím khá lịm. Dòng này thì hoa màu vàng và lưỡi màu màu nâu, nâu đỏ. Em bán là 120.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Về có bổ sung thêm một ít kilo thạch hộc tía. Và thạch hộc tía thời điểm này nó đang có nụ hoa các bác nhé. Thạch hộc tía đang có nụ hoa. Và đây thì như mọi người nếu tham khảo trên trang mạng và nếu các bác chơi lan lâu năm thì cũng biết rồi, cái thạch hộc tía này ấy, không những chỉ là một loại lan mà nó còn là một cái vị thuốc, một cái bài thuốc này, rồi là một cái sản phẩm mà mọi bên nước bạn người ta vẫn hay sử dụng để pha trà rồi nấu các món ăn. Thạch hộc tía này hàng các bác có thể trồng sưu tầm. Em bán một lạng là 38.000 đồng một lạng và 380.000 đồng một cân. Các bác có thể lấy tầm 2 lạng cũng được. Đấy, thạch hộc tía. Nói chung là có cả khóm to khóm nhỏ. Đấy, hàng này hôm nay cái lô hàng này toàn nụ là nụ, hàng rất là đẹp. Nó khá là nhẹ thôi ạ. Ngọc thạch ba màu, cái bông hoa của nó rất là sai hoa và dòng này thì hoa ba màu rất là đẹp. Em bán là 180.000 đồng một cân ngọc thạch ba màu. Đấy, dòng này bây giờ nó đang lên mầm gốc khá là nhiều nhá. Lác đác một số cây còn nụ thôi, còn đa phần nó cũng qua mùa hoa rồi. Tiếp tục về thêm cái lô hoàng thảo môi tua này, nó thành từng khóm. Và dòng này sắp tới là đến mùa hoa của hoàng thảo môi tua nhá. Hoa của nó màu vàng, cánh tua rua và hoa cánh sáp. 150.000 đồng một cân hoàng thảo môi tua. Long tu đá hoa trắng ạ. Hoa của nó thành từng chùm mà rất là sai hoa, vừa qua mùa hoa rồi, bây giờ đang lên mầm gốc các bác nhé. Long tu đá trắng này em bán là 150.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Giáng hương sóc Lào hay người ta vẫn gọi là sóc tím, cây xếp này. 150.000 đồng một cân và 50.000 một bó sóc Lào. Em cập bến thêm một cái lô hoàng thảo trúc đen vùng Tây Bắc nhé. Trúc đen vùng Lào các bác biết rồi ấy, bên Lào cái trúc đen của nó rất là khô, nó teo tóp mà nó không có hề có một tí lá nào luôn. Riêng dòng trúc đen Tây Bắc thì nó rất là nổi tiếng từ trước đến nay. Và hoa của nó thì thơm, đẹp, mùi hương tựa mật ong nhé. Lô hôm nay về cây xanh mướt và rất là nhiều lá. Trúc đen này đang vào thời điểm mùa vụ hoa nên được các bác rất là yêu thích này. Em bán với giá là 220.000 đồng một cân. Và các bác mua một bó là 50.000 thì cũng đủ một giò nhỏ đẹp, nhỏ xinh.
Đấy, 220.000 một cân hoàn thành. À, và hôm nay thì em có một số những lô dendro nắng hàng giảm giá. Thực ra thì cái lô giảm giá hôm vừa rồi em thanh lý hết rồi. Đây là những lô hàng đẹp nhé. Hàng đẹp này là những cái hàng mà trước đây em vẫn bán là 80.000 một chậu đấy ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ giảm giá cho các bác là combo để là 200.000 sẽ được 3 chậu. Đấy, cái này thì hàng đẹp mê ly luôn. Còn vài chậu đẹp thì em sẽ bán combo. Mỗi một lô này đều là những cái cây khác nhau, nghĩa là khác màu nhau. Và tên em đính kèm cho các bác luôn. Đây là cây kinh ba này. Bình thường 80.000 thì nhân 3 là 240 đúng không ạ? Giờ em bán 200.000 một lô thôi. Lô số 1, một cây kinh ba, một cây kaji đang lên mầm gốc này. Cái này thì cây của nó dài nên là nó bị rụng lá gốc là bình thường nhá. Cây thứ ba đó chính là dendro tím đỏ này, mặt hoa đỏ đậm luôn. 200.000 được 3 cây, đẹp. Về trồng chơi hoa quanh năm và hoa rất là bền. Lô số 2, một cây pensoda cam. Cây này bình thường 100.000 đấy ạ. Cây thứ hai là cây kinh ba, một cây kinh ba dài một thân. Và đây là cây tím xoắn Huế. Đây, cây tím xoắn Huế cũng đang lên mầm rất là tươi tốt đẹp luôn. Đấy, lô số 2 200. Lô số 3, một cây rồng đỏ. Rồng đỏ bình thường cũng 100.000 này. Một cây đó chính là cây blue coal. Cây là cây blue coal. Này, rễ của nó đây, khỏe chưa? Lên mầm gốc đẹp chưa? Ở đây là cây thứ 3, đó chính là cây king 3. Đó, 200.000. Cái lô số 3. Lô số 4 cũng gồm 3 cây. 3 cây này thứ nhất là gồm một cây rồng đỏ này. Đây là cây rồng đỏ này. Đấy, rất là nhiều thân. Cây thứ hai là cây tím đỏ này, 3 thân luôn, mập đẹp luôn. Cái lá nó hơi xấu một tí nhưng không ảnh hưởng gì. Quan trọng thân nó mập đẹp. Cây thứ ba là một cây kaji cao to đang lên mầm gốc. 200.000. Đây là lô số 4 nhé. Lô số 5 và lô số 6 thì gồm 4 cây. Đây là cây bò vàng này. Đấy. Cây thứ hai blue coal này, đang lên rất là lực khỏe. Cây là nắng sisa này, nắng sisa. Và đây cũng blue coal, lấy dòng blue coal lên khỏe chưa? Hoa tím giống như bò tím á. À quên, lô này em bán là 220. Lô số này là 220 nhá. Em về bổ sung thêm một lô giả hạc Pháp tiếp nhé các bác nhá. Hàng này em về liên tục luôn. Và nói chung là cái thời điểm này các bác trồng những cái dòng cây giống này em thấy vào vườn rất là nhiều. Giả hạc Pháp là cái dòng hàng dễ thuần tại Việt Nam và cực kỳ là thích nghi với mọi khí hậu và mọi môi trường. Cái lô hàng này là cái lô hàng gọi là cây giống thì cũng không đúng, tại vì cũng có nhiều những cái thân nó đã thất ngọn vào đây, thậm chí là những cây nó còn bói cả bông hoa cơ, thì đây là những cái dòng hàng cũng đã khá là trưởng thành rồi. Hôm nay em lại về thêm một cái lô hàng này và em vẫn tính theo cái giá cũ, đó chính là 85.000 đồng một cốc thôi. Một cốc nhiều thân như vậy chỉ có giá 85.000, số lượng hôm nay cũng có hạn nhưng mà nhá. Sau lô này thì không biết là còn hàng không, bởi vì em đặt số lượng nhiều chỉ về có tầm khoảng gần 100 cốc thôi ạ. Đấy, các bác nào chưa sưu tầm được cái dòng giả hạc Pháp hay phi điệp Pháp này thì các bác liên hệ em luôn. 85.000 một cốc giả hạc Pháp, hàng vừa mới về. Đấy. Tiếp theo nữa đó chính là lô châu Như F2, hàng lại vừa về thêm. Lô châu Như F2. Xuân vừa rồi, Tết vừa rồi là cũng đã sổ ra rất là nhiều mặt hoa bẹt trong cái lô hàng này. Và châu Như này thì nó cũng khá là vừa túi tiền với các bác đấy, một chậu của nó sẽ có từ 1 đến 2 thân. Đấy, 2 thân thì nó ngắn hơn một tí xíu. Đấy, hàng rất là đẹp, có những cây nó khỏe, nó lên cả ki trên thân luôn. Châu Như F2 hôm vừa rồi em thấy là cũng nợ nhiều đơn các bác này. Hôm vừa rồi mà em chưa trả được hết đơn, các bác có thể chủ động gọi điện để bên em chốt đơn cho mọi người nhé. Tại vì nhiều khi đơn hàng nó nhiều quá, không thể nào gọi điện chủ động cho các bác hết được. Loại này thì em bán 75.000 cốc châu Như F2. Và em sẽ đính kèm cái mặt hoa bẹt vừa rồi sổ trong lô nhé. Hàng bẹt giá trị cực kỳ là cao nên các bác biết rồi. 75.000 đồng một cốc thôi. Và loại này thì mua từ 3 cốc. À, mua từ 5 cốc thì bao ship nhá. Mua 5 cốc loại này bao ship đi. Đấy, có thể kết hợp giữa châu Như F2 hoặc là giả hạc Pháp, cứ 5 cốc em bao ship, tại vì hai loại này nó liền kề với nhau. Thì đây, cây lên cả ki trên thân rất là khỏe, hàng đẹp lắm ạ. Lô đợt này là cũng gọi là lô vét vườn rồi đấy, có đâu là hết hàng luôn. Đấy, hai cái loại mặt hàng này 5 cốc của hai loại em bao ship nhé. Vừa về bổ sung thêm một cái lô, đó chính là hoàng thảo vôi và hạc trị vĩ trắng. Cái dòng này là hàng dòng hàng đột biến sưu tầm nhé. Bình thường các bác mua là vôi tím và hạc vĩ cũng là màu phớt hồng đúng không ạ? Ngày hôm nay những cái bảng này là bảng vôi trắng này, đang chuẩn bị hoa này, đang nở hoa và hàng chuẩn hàng luôn cho mọi người. Ngày xưa những cái hàng mà nó gọi là dòng hoa trắng đột biến này thì giá trị cao. Giờ nhân giống rộng nên là ai cũng có thể là sưu tầm được một cái giò hàng đẹp như vậy. Mỗi chậu, mỗi bảng như vậy là em bán với giá là 150.000 đồng một bảng. Đây là hoàng thảo vôi trắng nhé. Đấy, hàng về rất là đẹp, rất là mê ly luôn.
Đây là vừa về bổ sung thêm nhé. Cái hàng lô cũ là em đã xuất hàng hết cho mọi người rồi. Hàng cháy hàng mà không có hàng để bán. Và tiếp đến bên đây thì em có về một cái lô hạc vĩ trắng. Hạc vĩ trắng hàng hoa đột biến đây. Đây cái bông hoa của nó vừa mới nở thôi. Mới nở ra thì hoa của nó sẽ phớt hơi xanh xanh. Đã, mới xanh xanh, sau đó thì khi mà hoa nó nở cánh bung ra thì nó sẽ chuyển sang màu trắng tinh các bác nhé. Hàng rất là đẹp. Bởi vì cái lô hàng hôm nay thì ở nhà vườn người ta báo với em, đó chính là những cái chợ, những cái bảng mà nó có hoa. Ví dụ như bảng vừa rồi ấy, thì nó rất là ít thân, nó chỉ lơ thơ một hai cái thân tơ thôi. Còn đâu là có ít mầm gốc. Nên là hôm nay em ưu tiên lựa cho các bác là những cái hàng mà nó đây ạ, những cái bảng mà nó nhiều mầm đang lên. Đấy, thì nó vừa tàn hoa mất rồi. Nhưng bảo hành các bác là 100% là hàng hoa màu trắng tinh. Đấy, hàng này là cái hàng mà sưu tầm hạc vĩ trắng này. Đấy, một bảng nhiều thân tơ. Như lô hôm trước này nó chỉ lên một vài cái mầm gốc thôi. Lô đợt này mới về hôm nay nó lên rất là nhiều mầm gốc. Đấy, nó vừa tàn hoa rồi chứ không phải là không. Đấy, còn hoa là chuẩn hàng trắng cho mọi người luôn ạ. Giá em bán cũng là 150.000 đồng một chậu nhá. Giá cũng là 150 một chậu. Giá hôm nay thì em có về thêm một loại nữa rất là mới, đó chính là dòng Nestor đỏ. Đây là dòng phi điệp lai trầm. Dòng Nestor đỏ này, một bảng của nó rất là nhiều thân và đang lên rất là nhiều mầm. Mặt hoa của nó là màu đỏ đậm. Em sẽ đính kèm mọi người cái mặt hoa trên màn hình nhá. Một bảng nhiều thân như vậy em bán là 160.000 thôi. 160.000 đồng một chậu. Một bảng Nestor đỏ, em gọi tắt là trầm Nestor đỏ nhá, 160.000. Và vừa rồi thì em có hết một cái lô, đó chính là dòng cát hồng Giáng sinh hàng bụi to. Và em lại tiếp tục về bổ sung thêm bởi vì cái lô hàng nó quá là đẹp. Nếu như thông thường các bác mua một cái bụi cát ấy, nó chỉ lơ thơ vài cọng thôi, thì riêng cái dòng bụi hồng Giáng sinh này thì một bụi của nó lại rất là to. Nó phải to gấp đôi số lượng tép của những cái chậu bình thường. Đấy, đây, nó phải to rất là nhiều. Đây, em lấy solo cho các bác một bụi này. Bụi này thị trường đang bán ra ít nhất từ 200.000 trở lên. Đấy, cát hồng Giáng sinh đây là cái dòng loại chậu lớn. Chậu to, bụi to này em bán là 170.000 đồng một bụi nhé. Một bụi luôn, 170.000 đồng một bụi cát hồng Giáng sinh chậu lớn. Và tiếp theo nhu cầu các bác thì em lại tiếp tục lên cho các bác những cái mã phi điệp hòa bình nhé. Hàng này là hàng chuẩn rừng và đây là hàng ươm ki. Những cái chậu thân thủ, thân mập, thân đẹp, thân to, chậu mà tầm 6-700 tiền triệu thì em cũng đã giao lưu các bác rồi. Và đây là những cái hàng ươm ki, bây giờ nó cũng là ki 52 rồi. Cây nó rất lên mướt, đẹp và giá trị của nó cũng chỉ từ 100.000 trở lên. Thì đối với các bác mà với kinh tế nhỏ hoặc là số tiền mình bỏ ra nó vừa phải thì các bác có thể lấy sưu tầm những chậu này nhé. Hàng đã thuần rồi và đây cây của nó ăn khá là chắc. Và giá thể em gửi đi cho mọi người là gửi nguyên chậu để các bác về các bác treo lên luôn, không cần phải ghép lại nhé các bác nhé. Giá cũng hợp lý phải chăng. Cây thì nhiều cây hòa ươm ki từ thân mẹ rất là thủ, thân thủ và mập đẹp. Em gọi đây là N21 này. N21 em có chậu phi điệp này em bán 150 này. Chậu này hai thân, cái đầu ngọn bên đây thì nó thắt ngọn nhưng nó hơi bị chớm đầu ngọn một tí nên em bán 150 hai thân này, rất là đẹp luôn. Tiếp theo N22. 120.000 hai thân phi điệp này. 120.000, ui thân nù mập thắt ngọn hết rồi. Qua N24, 190.000. Cây chậu này thì có hai thân đều lên ki ở trên thân luôn nhá. Đây này, đang lên ki đang trên ki ở trên thân. Cây hai đang bật mầm gốc, mầm nhỏ nhỏ đang lên. 190.000, N24. Mã N25, 120.000, hai thân. Cây gần lá rất là tuyệt vời luôn. 120.000, N25. N26 á, một chậu 3 ki. Đây ki này nó đang thắt ngọn lên mầm gốc này. 150.000. Cái lá của nó vàng là do là cái thắt ngọn rồi nhá, không ảnh hưởng gì đâu ạ. 150.000. Ki nó không quá dài đâu. Các bác nhìn rõ cho em nhé. Em quay gần cho các bác xem tình trạng cây chứ các bác. Ki này chỉ rơi tầm khoảng chục xe đổ lại thôi. Đấy. Tính ra có 50.000 một ki này. N27 230.000. Đây chậu này hai thân dài này. Hai thân này dài. Đây, cái này còn lên ki ở trên thân này, đang lên ki. Phải nói là cây lực khỏe nó mới lên được ki ở trên thân nhá. 230 N27. Mã N29 200.000. Chậu này cũng 200.000, cái này nó hơi cháy lá một tí nhá. Thắt ngọn hại hơi này, thắt ngọn hết rồi này. Nó cháy lá về các bác rớt cho em ra. Còn đây là hai cái mầm gốc đang lên, cũng rất là lực đẹp. Siêu lực đẹp luôn. Đó, 200.000 N29. N30 200.000. Chậu này cũng một hai mầm gốc, hai thân đang lên, lá tre nhá. 200.000 N30. N31 150.000, gồm hai thân. Chậu hai thân, hai ki. Đây.
khi nào không sao. Đây khi nào nó cũng đang lên này. Cái này thì lá nó hơi tía đỏ. 150 N31. N34 190.000. Đây ạ, một thân đang lên hai kỳ trên thân này. Chậu này cũng đang vừa kỳ vừa nụ này, 190.000. Đây là N34 190. Mã N35 290.000. 290. 1 2 3 4 5 mầm gốc. Và đây hai cái thân này đang thắt ngọn, đang chuẩn bị xuống lá này. 5 mầm gốc, giò này 290.000. N35, N36. Ồ, giò này rất là phí, là bị gập một cái thân ở đây này. Gập mất thân. Đấy, giò này thì gồm một thân. Ồ. Giò này thì nói chung lá này nó cũng hơi táp rồi. Đấy, giò này em định bán là 150, nhưng mà thôi do giò này lo lỗi ấy, em bán 80.000 thôi. Thứ nhất là bị gập thân, thứ hai lá trên đầu ngọn nó hơi bị táp. Còn đâu bây giờ các bác chăm bọn em những cái mầm gốc đang lên này. Giò này em bán là 80.000. Đấy, thanh lý giò này. Giò mới để ý. N37 250. Đây giò này có một thân dài này. Đây, nù mập chưa? Nó thắt ngọn ở trên đầu nó nù ở phía trên này này. Phần dưới thì giờ không nù như thân trên phình to. Cái này thì gồm có 1 2 3 4 5 6. 6 cái mầm gốc lên lên, có mầm gốc nó thắt ngọn, có mầm gốc vẫn đang đi ngọn nhá. 250 cái giò này, rẻ đẹp này. Đấy, đây là N 37. N 38 250. Ôi ơi, một thân nù phình to ở trên đầu ngọn thắt ngọn rồi. 1 2 3 mầm gốc, đây cái thân này cũng đang thắt ngọn. 250. Đây là N 28. À, N 38 250. N 39 120.000. Tính ra có 60.000 một ki. Tính ra cái giỏ riêng vỏ thông này, phân bón rồi chậu này, móc này nó cũng đã hầu như là trồng nó cũng đã đủ bằng tiền ở 120 này. N 40 150. Đây hai ki này rất là nù. Đẹp 150. N 40. Mã N 41 này. 203. Đây hai thân này, hai thân nó xuống lá nhất đây, thân tơ này. Đây thân tơ xuống lá, 1 2 3 4 5 6, 6 mầm gốc. 203 N 41. N 42 200.000. Một thân này và một thân này đang đi ngọn này. Đấy. 200.000. Thân này cũng dài này. N 42, N 44 480.000. Đây, một thân này. Hai thân này. Ba thân này, bốn thân này, bốn thân. 480.000. Đấy, thân này cũng dài nhé, nhé. Nủ mập. N 45 170.000 một hai hai mầm. Hai mầm gốc đang lên, thân thắt ngọn. N 45. Tiếp đến một loại nữa cũng hoa thơm, đó chính là dòng Vanda Lai Hoàng Nhạn. Vanda Lai Hoàng Nhạn này thì em gọi chung là đó chính là dòng Vanda thơm. Dòng này thì mặt hoa của nó dòng lai nên nó có rất là nhiều những mặt hoa khác nhau. Đây là có thể là cái dòng màu nâu đốm này, cái khuôn bông của nó cũng rất là giống hoàng nhạn và có lai một chút Vanda các bác nhé. Mặt thứ hai có thể ra là cái màu đỏ nhung này này. Đấy, nên là trong cái lô này có sẽ sổ ra khá là nhiều mặt hàng, mặt hoa khác nhau. Quan trọng nhất là người ta thích đó chính là cái vị hương của nó. 130.000 đồng một cây Vanda hoa thơm, nó cũng nhiều cặp lá này. Đấy, dòng này hoa rất là thơm đấy ạ. Tiếp đến thì em giới thiệu đến các bác cái dòng Cửu Bảo Tiên Lai Vanda. Dòng Cửu Bảo Tiên Lai Vanda này thì cây của nó rất là to. Một chậu của nó cây to, nhiều cặp lá. Lô đợt này rất là đẹp. Và nói về dòng này thì thứ nhất đó chính là dòng ra hoa quanh năm, bởi vì nó lai tạo với cây Vanda. Và thứ hai, khuôn bông của nó có nét vẻ đẹp của cây Cửu Bảo Tiên, một dòng hàng mà được các bác rất là yêu thích. Dòng Cửu Bảo Tiên Lai Vanda này với giá là 220.000 một cây nhiều cặp lá. Bác nào lấy 3 cây em sẽ bao phí ship vận chuyển các bác nhé. Đối với dòng Cửu Bảo Tiên này, nay em có về 3 loại vũ nữ. Nếu các bác yêu thích dòng vũ nữ thì biết là cái dòng này là một cái dòng hàng dễ thuần, dễ trồng và hoa sai hoa, nở hoa quanh năm. Vũ nữ hôm nay nhà em có 3 loại. Thứ nhất là vũ nữ sô-cô-la hoa thơm. Thứ hai là vũ nữ hoàng hậu xanh hoa siêu đẹp. Và thứ ba là vũ nữ bạch ngọc hoa thơm và đẹp nhé. Em sẽ đi liên quan đến từng loại vũ nữ thì em sẽ quay chi tiết từng chậu luôn. Dòng sô-cô-la này là một cái dòng hàng hoa thơm này. Dòng sô-cô-la là trong thuộc top những dòng hoa thơm. Cây của nó nhà em là chậu to, củ giả hành lớn và rất là đẹp, đẻ rất là nhiều nhánh. Cái này thì các bác về nhà nên sang chậu khác, bởi vì củ giả hành nó quá là to rồi. Đấy, vũ nữ sô-cô-la một chậu to bự như thế này em bán là 150.000 đồng một chậu vũ nữ sô-cô-la nhé.
Và dòng này hoa của nó như màu sô-cô-la với váy màu trắng, hoa rất là thơm. Tiếp đến, dòng vũ nữ hoàng hậu hoa xanh, một trong những dòng vũ nữ đã lọt vào top và giành được rất là nhiều giải thưởng trong những cuộc thi. Đấy, hoàng hậu, các bác nghe tên thì các bác đã biết rồi cái dòng này hoa nó đẹp cỡ nào rồi đúng không ạ? Hàng hôm nay em về cái lô này nó phải nói nó quá là mỹ mãn luôn. Để em giới thiệu tại sao nó mỹ mãn như các bác nhé. Hàng hôm nay cái củ giả hành của nó này, các bác nhìn này, nó phải to, phải bằng cái cổ tay của em luôn. Đây, cái cổ tay này. Đấy, cái củ giả hành này. Đấy, để cho mọi người biết được cái củ giả hành nó trưởng thành nó to hay cỡ nào. Đây, cầm luôn. Đấy, rất là bự luôn. Cái chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh, chậu thì nó rơi tầm khoảng từ 3 đến 4 tép. Đấy đây, ví dụ như đây là 3, 4 tép, cả to cả nhỏ này. Chậu to, bự, nhìn thực tế các bác mới biết được cái bộ nó to bự như cỡ nào. Đấy, đẹp lắm ạ. Vũ nữ hoàng hậu hoa xanh hôm nay toàn những cây trưởng thành thôi. Cây này là cây trưởng thành, chậu to. Rồi ôi, củ giả hành của nó quá là mập luôn. Chưa thấy một chậu vũ nữ nào mà củ giả hành nó mập như thế này. Đấy các bác nhìn. Để em so sánh cho các bác nhé. Cái cổ tay của em đây. Đấy, nó to như thế này. Đấy. Và một chậu vũ nữ như thế này, hoàng hậu hoa xanh. Cây này là cây trưởng thành rồi, chắc chắn là các bác trồng chỉ 1-2 tháng nữa thôi là đã có thể là thưởng thức hoa rồi. Em xin phép bán với giá là 150.000 đồng một chậu. Đấy, chậu to này đáng nhẽ là nó phải rơi tầm khoảng 200.000 trở lên, tại vì đây là những cây to trưởng thành rồi đấy ạ. Vũ nữ, dòng này hoa siêu dài, bông to. Và một loại vũ nữ nữa thì em muốn giới thiệu các bác, đó chính là dòng vũ nữ ong chúa. Dòng này thì đặc biệt đó chính là bản lá to. Cây của nó thì cũng ít giả hành thôi, nhưng mà vòi hoa của nó cho ra một cái vòi hoa nó phải cao và rất là dài. Dòng hoa phân nhánh rất là đẹp nhé. Đây, một chậu của nó như thế này. Em bán là 180.000 đồng một chậu. Đấy, cái dòng này thì giờ nói chung là hết hàng rồi. Cái lô này em nhập nhiều nên bây giờ còn hàng ạ. Vậy em cũng muốn đặt thêm ở nhà vườn nhưng mà hiện tại không còn nữa. Đấy, dòng vũ nữ ong chúa này rất là đẹp, cây to, nhìn xa thì cứ tưởng như giống cây cát nhưng mà nó là dòng vũ nữ nhé. Tiếp đến là đai châu hồng cánh sen, một cái dòng đai châu VIP của dòng đai châu Thái á. Và các bác lưu ý đó chính là cái dòng này đấy, cái màu hoa của nó đẹp nên là giá trị nó cao hơn rất là nhiều so với dòng hàng xoa sổ số là một. Thứ hai là những cái cây này cũng có những cây nó ra vòi hoa rồi nên đảm bảo chuẩn hoàng cho mọi người luôn nhé. Cây hôm nay thì em nhập giá thành nó khá là mềm mại. Đấy, bình thường đai châu hồng cánh sen thì giá thành nó cao, mua thì nó cũng phải rơi tầm 400-600, thậm chí có những cây hơn triệu. Ở loại này thì để sưu tầm em lấy cái loại cây vừa phải thôi ạ. Em bán là 350.000 đồng một cây nhá. Đấy, 350 một cây. Và cây của nó thì cũng gọi là bình thường ấy, nó cũng không quá to nhưng mà nó cũng không quá nhỏ. Và so với những cái dòng đai châu sổ số thì loại này nó sẽ cây nó nhỏ hơn là bình thường, nhỏ hơn những cái loại đấy nhá. Nhưng mà hoa lại cho ra dòng hoa đẹp 350.000 đồng một chậu. Đấy. Loại lớn hơn, dòng này là kiếm gieo hạt của Thái. Của Thái thì hiện tại chỉ có 3 mã thôi. Đó chính là dòng kiếm xanh Huế. Đấy ạ. Khi gửi đi thì em sẽ ghi tên cho các bạn thành bầu. Loại này thì 150 một cây, nhưng mà một chậu của nó thì cũng nhiều tép, nhiều giả hành trong một chậu nhá. Đây là xanh Huế này. Phía bên đây đó chính là kiếm Taiwan. Đấy, kiếm Taiwan. Và cuối cùng đó chính là kiếm Phan Trí. Đây là dòng của Thái Lan gieo hạt. Đây là một chậu của nó sẽ nhiều tép, nhiều giả hành trong một chậu nhá. Đấy, đây là dòng 150, cây nó rất là mướt và đẹp. Dòng kiếm này thì bản lá to mà lá ngắn, đẹp mê ly. Còn đối với hàng Việt Nam gieo hạt thì em còn duy nhất đó chính là mã vàng củ chi. Hàng gieo hạt, loại này của Việt Nam thì cây chỉ nó chỉ là cây đơn thôi, cây đơn. Đây là những cái cây kiếm mà hơn 25 tuổi, nó sẽ nhỉnh hơn là những cái cốc 40.000, nhỉnh hơn rất là nhiều đấy ạ. Loại này em bán là 140.000 đồng một chậu. Em còn một vài những cái chậu dáng hương đuôi cáo hàng phân nhánh á. Dòng này một số cây đang có nụ hoa. Đấy, một số cây thì đang có nụ hoa. Dòng hoa, dòng cáo phân nhánh thì ở đây là cái dòng hàng như kiểu dòng đột biến của cáo đấy ạ. Số lượng có ít thôi ạ. Em bán 270.000 đồng một chậu nhé. 270.000 đồng một chậu cáo phân nhánh. Hôm nay cập bến thêm một lô đai châu Thái. Hàng đai châu Thái đây là hàng thái sổ số, nhiều màu sắc. Có những thân gân đỏ, có những thân gân xanh xanh. Và hàng này thì chính xác là không phân được màu. Nhưng mà em sẽ cố gắng nếu các bác mua nhiều thì sẽ lựa cho bác những thân lá khác nhau. Hàng này hàng lá ngắn nhé, bản lá to nhé. Em bán một cây như vậy với giá là 150.000 đồng một cây. 150.000 đồng một cây. Cái này các bác về ghép trụ thì quá tuyệt vời. Và mua từ 5 cây loại này thì em sẽ bao phí ship cho các bác nhé. 5 cây đai châu Thái đây. Hàng này hàng hoa thơm.
Loại thứ hai đó chính là Đai Châu Blue. Dòng này hoa của nó màu xanh tím này, một cây của nó cũng nhiều cặp lá. Khách nhà em mua vừa rồi Tết ra hoa bông rất là to, đẹp, vòi hoa dài. Em bán là 200.000 đồng một cây, Đai Châu Blue. Đai Châu Phượng Hoàng, dòng này thì hoa của nó cũng sai hoa. Và đây là dòng bảng nhé, dòng ghép bảng và mỗi bảng của nó sẽ có là 2 đến 3 con. Dòng cây mẹ con một bảng như vậy em bán là 180.000 đồng một bảng. Lấy 2 bảng em tính là 350 một cặp. Em còn duy nhất một cây Đai Châu Ngọc Trai Đen này, 200.000 đồng một cây, 200.000 cây này nhé. Đai Châu Đỏ ạ, dòng Đai Châu Đỏ này, cây của nó nhiều cặp lá này, hoa quanh năm, em bán là 180.000 đồng một cây Đai Châu Đỏ. Tiếp theo đó chính là Đai Châu Hồng. Đây là thuộc dòng Đai Châu Lai và đây là hoa của nó màu hồng, hồng chớp. Đai Châu Hồng này cũng là cây nhiều cặp lá, em bán là 180.000 đồng một cây. Đai Châu Lai Vanda, dòng Đai Châu Lai Vanda này cây của nó cũng nhiều cặp lá. Dòng này thì hoa của nó sổ ra hoa màu đỏ đấy ạ, em bán là 150.000 đồng một cây Đai Châu Lai Vanda. Tiếp đến là Đai Châu Giống nhé, loại này là cây hơn 5 tuổi. Và cây Đai Châu Giống đợt này thì lá ngắn cũng khá là đẹp. Giống này thì em bán là 28.000 đồng một cây. Bản lá ngắn và cây đợt này cây khá là to nhỉnh hơn do những cái lô đợt trước. Cây rất là đẹp và loại này thì nhiều màu sắc nhé. Em sẽ cố gắng lựa cho các bác những cái cây thân lá khác nhau. Paraxi Thân Thòng, đây là thuộc dòng Phi Điệp Lai với trầm. Và dòng này thì đây ạ, nó sẽ mang dáng dấp là đó chính là mùi hương thơm, khuôn bông giống trầm. Và thứ hai là dòng Thân Thòng của Phi Điệp nên là hoa của nó sẽ trải dài này. Dòng hoa rất là trải dài nhá, dòng này rất là đẹp luôn. Cây Paraxi Thân Thòng này thì bây giờ nó đang hoa rồi và em sẽ bán với giá là 180.000 đồng một cây. Bác nào lấy 2 cây Paraxi Thân Thòng thì em sẽ tính với giá là 160.000 nhá. Đấy, chủ yếu bây giờ các bác chăm những cái mầm gốc đang lên nhá. Đấy, đây ạ, chính vì dòng Thân Thòng đây đây, cây của nó ấy, thòng dài, một chuỗi hoa luôn. Mặt bông rất là đẹp và hoa rất là thơm. Hôm nay thì em lại về thêm cái lô đó chính là Dendro xoắn lá mít. Dòng Dendro này thì hoa bền lắm, hoa bền đến 2 tháng cơ. Và nhà em về cái lô này là lô hàng cây bụi. Này, một bụi của nó này, cái bản lá nó to, nó nhiều thân. Đây lấy tạm thời cho các bác này. Đấy, một chậu như vậy em bán giá là 220.000 đồng một chậu nhá. 220.000 đồng một chậu Dendro xoắn lá mít. Tiếp đến em giới thiệu các bác đến một loại khá là mới và đó chính là cây Sao Thiên Vương. Dòng này hoa của nó mặt hoa đẹp nhé, nên là hàng sưu tầm. Đây ạ, nó vừa nở hoa rồi, cho mọi người biết cái khuôn bông của nó. Dòng này cánh bay này, nếu mà nhìn xa các bác thấy là cái viền ngoài nó sẽ là màu hồng đậm và ở giữa là chính là màu trắng trắng, nên là dòng này đẹp chính là ở cái cánh viền của nó. Mỗi chậu này là hàng sưu tầm, em bán một chậu Sao Thiên Vương này với giá là 150.000 đồng một chậu. 150.000 đồng một chậu nhé. Đây bông hoa của nó này, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, đây là cây Sao Thiên Vương. Một số cây đang nụ thôi nhưng mà đa phần nó đang nở hoa để các bác chuẩn khuôn bông. Đấy, những cây bông to này, nhiều cây bông to mà rất là xinh luôn, Sao Thiên Vương. Em còn vài chậu Kim Điệp Xuân. Đây, những cái chậu Kim Điệp Xuân vừa rồi là chơi hoa này. Đấy là 200.000 một chậu nhưng bây giờ nó tàn hoa mất rồi. Và các bác nhìn những cái mầm gốc của nó ấy, đúng là mùa xuân cây của nó đang phát triển rất là khỏe, lên rất là nhiều mầm. Các bác mới tập chơi về treo cái móc này lên rồi bổ sung. Là năm nay cái giò này quá là bự luôn ạ. Em bán 160 một giò thôi ạ. Đây là giò Kim Điệp Xuân. Hỏa Hoàng Hồng ạ. Cây hỏa hoàng hồng nó rất là to nhá. Loại này thì hàng sưu tầm, hoa của nó như hoa hỏa hoàng cam nhưng hoa của nó màu hồng phớt. Em bán là 170.000 đồng một chậu. Các bác lấy 2 chậu em tính là 150, tức là 300.000 đồng một cặp nhá. Di Linh Xuân Lai Trầm dòng đỏ. Dòng này thì hoa của nó sẽ có nhiều mặt hoa khác nhau. Có thể màu phớt trắng này, có thể màu tím phớt như thế này này, nhưng mà hoa đều là những chậu hoa rất là thơm. Em bán một chậu bụi nhiều thân này với giá là 180.000 đồng một chậu Di Linh Xuân Lai Trầm dòng đỏ. Tiếp đến giới thiệu các bác những cái chậu Dendro vàng. Dòng Dendro vàng này, một chậu của nó cũng nhiều thân này. Đấy, dòng Dendro vàng này em bán là 200.000 đồng một bảng. Lấy 2 bảng em tính với giá là 190.000 nhá. Đây là Dendro vàng. Hồ điệp cắt cành ạ. Loại này cốc 3.5, nhiều màu. 45.000 đồng một cốc hồ điệp cắt cành. Tiếp nữa đó chính là dòng Hoàng Nhạn Indo. Dòng này thì đây là cái dòng hàng mới này. Đây là cái mông hoa của Hoàng Nhạn Indo này, mọi người cùng ngắm qua này. Rất là thơm, rất là nhiều vòi hoa. Cái này vừa nụ hoa nên là nó cũng bị trột qua quá trình vận chuyển trột một số. Nhưng mà hoa của nó thì không, rất là đẹp đúng không ạ? Một chậu lá xếp như vậy em bán là 200.000 đồng một chậu Hoàng Nhạn Indo nhá. Sơn Thủy Tiên hàng thuần bảng ạ. Bình thường em bán là 220 một bảng, bây giờ thì em bán giảm giá cho các bác bởi vì còn số lượng ít thôi. Nhưng mà bảng nó rất là nhiều thân, trồng lâu năm rồi, 200.000 đồng một bảng thôi. Sơn Thủy Tiên, cây rất là khỏe, kép, ăn rất là chắc vào giá thể.
phi điệp lá biên phát tài nhá. Dòng phi điệp lá biên này thì đây ạ, những cái cây lá biên này là hoa màu tím này. Em có cái loại chậu một thân, chậu một thân bên kia và đều đang 100% là có mầm gốc đang lên. Giá là 180.000. Và những cái loại chậu hai thân này, chậu hai thân này em bán 230.000 nhá. 230.000 đồng một chậu hai thân. Nghĩa là hai thân tơ và một mầm gốc, ở kia chỉ có một thân tơ và những cái mầm gốc đang lên thôi ạ. Đen rô xuân nở hoa vào thời điểm mùa xuân, hoa rất là sai và đẹp. À, dòng này thì một chậu của nó là hàng thuần tại vườn rồi. Và đây đang lên rất là nhiều mầm ki. Em bán 220.000 đồng một chậu. Lấy 2 chậu em tính là 200.000 đồng một chậu nhá. Koratoki, dòng cây giống cây nhỏ này là bình thường bán 80 nhưng giờ cây nó hơi nhỏ, em bán 70.000 đồng một cây. Koratoki. Hoàng nhạn giống ạ, 40.000 đồng một cốc. Hoàng nhạn giống.